Châu lấy bao tiền cái này? Chịu, Châu hỏi đây. Tí nữa vào hỏi. Chị Châu bán mắc phết đấy. Cây thì có nét đấy nhưng mà mua được hơi khó đấy. Chất châu, lâu lâu mới lại thấy cây chất châu hay anh. Cái này cái da nó đẹp, đỏ. Sau lá nó đẹp. Bọt xài. Cây này mày chả có hoa nhỉ? Có hoa có quả. Có hoa quả. Quả như sau nó chín như hạt đỗ đen ấy. À, ăn đẹp, ăn ngọt ngọt hay hết. Lúc cái xanh thì chua lắm. À, ăn được. Chùm như chùm chuối mòi ấy. À. Đấy. Ăn được mà. Thì xưa chỉ trâu thì bò hay ăn này. Nhưng cây nó bé lắm. Cây này không biết bao giờ nằm. Cây này hay đấy. Có hoa có quả. Lá đẹp thì lá mùa đỏ đỏ đẹp. Voi nó bật bật mùa Tết, mùa Tết là mọi người cho bật lộc nên là đẹp. Mà Tết thì đẹp, đúng mùa Tết là đẹp. À. Soi cây của Trung Dâu nào. Chào bác Kiến. Hôm nay anh có mang cây nào đi không? Cái cỏ cỏ chính những cây dễ bán đấy, cái hàng là cỏ cỏ dễ bán giá hợp lý. Trung Dâu còn đang nhìn phía này xem. Đấy, ra gì phết đấy. Quan điểm như bác kia nói ấy, là như này, nghĩa là cái tay này là yếu, mạnh lên, tay này hơi cao, ngọn này cao lên, chìa này cắt đi cũng tính đấy, vì là khá là chống cái chỗ đây. Thích một cái trầu nữa các bạn. Ê, khổ. Này, Trung Dâu thì bán thì đắt tiền lắm, chắc phải 4-5 triệu. 4-5 triệu. Tí nó hỏi xong. Để xem cây khác. Tưởng ngay chợ tan mà cuối cùng lại nắng rồi. Thích mẹ cái cây trầu này rồi. Đang về rồi mà ra đây thấy là phải dừng lại. Có quả này. Đằng kia xem cây tác đổ. Đấy, sung. Xanh mau liền. Hoành. Không dựng danh, không biết chủ đâu, không biết chủ đâu, ngồi đâu, ngồi uống trà đá hết.
đây. Chất lượng cao, giấy tờ không bị sụp lát, chúng tôi chuyên ép dẻo, ép plastic, chất lượng cao, ép chứng minh thư bằng lái xe, đăng ký tên, ghép ảnh, giấy tay chân, bằng khen, giấy tên, cho dễ hình dung, góc còn cao tầm 80 phân, giấy tờ khác, ép đầy đẹp, lấy ngay. Chúng tôi chuyên rất Trung Dâu ngày xưa có cây Kinh Châu bán 8 triệu, cây đẹp. Đó là xem video tôi thấy cũng lâu lâu rồi. Mình dành này chắc tầm 4 triệu lên. Suối cây Kinh Châu đấy ông mới bảo ba tiền không hỏi cái này trên đất này đấy bảo 4 triệu là Hàn là Hàn 4 triệu chủ toàn đi uống nước hết với nhau này chả biết thế nào mà hỏi. Dáng này là dáng đổ, à, tác đổ, tác đổ. 2 triệu. Vâng, nắng này nó đang mưa gió. Hôm nay nó đẹp. Hôm nay nó đẹp. Đấy. Quá hán nghệ thuật. Bác bổ cái này phải cho chậu khác thôi. Để uốn tay này uốn xung quanh cái chậu. Tay này sẽ phải đổ thiếu một cái tay đổ xuống đây để che cái tầng này như này là hơi lỗi. Tiếp theo là ông Tường Vi cũng phát đổ. Đấy, kinh trường, đàng hoàng quá. Tiếc ở cái đoạn giữa này nó đang bị không biết vì sao mà không có cái cành nào, không có cái tay cành nào. Rất ghê gớm. Đấy. Được mỗi cái bệ thì các bạn. Chứ đoạn dưới này thì
đuối quá. Non bộ đắp xi măng. Đấy, có cái sung cũng hay. Trời mưa thì gió, chủ ít cây, ít người đi mua các bác. Chủ ngồi uống nước hết trong kia. Có khách thì mới ra, mình quay phim thì cho biết để trả ra. Mình dành. Mấy con này cháy hết. Mang đây chả mua đâu. Đây các bác nhìn, vắn tanh. Kết thúc các bác nhé, kết thúc phiên chợ ngày 1 tháng 8 dương lịch. Chúc các bác càng ngày càng có nhiều những cây đẹp các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những cây tiếp theo. Đúng rồi, cái chạm ấy, cái chạm kia đi bác đi. Khách cố tí. Già lắm, lâu năm. Sao Phúc Tiến, rượu rưỡi. Hả? Giả không? Không giả được hả?